Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình. Cho bản tin mới nhất về dịch Covid-19 hôm nay, mời quý vị đến với tin nóng sau đây. Tin nóng, hai bệnh nhân mắc Covid-19 qua đời, tổng cộng Việt Nam có 29 trường hợp tử vong vừa về nhà sau cách ly 14 ngày, du học sinh ở Hải Dương nhận kết quả dương tính với COVID-19. Cách ly 15 nhân viên sân bay nội bài do hai khách đi Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2. Cách ly nơi ở người dương tính với SARS-CoV-2 khi vừa sang Hàn Quốc. Lực lượng chức năng tại Quảng Trị đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, hai bệnh nhân mắc COVID-19 qua đời, tổng cộng Việt Nam có 29 trường hợp tử vong. Thông tin do bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng công bố ngày 26 tháng 8 có 2 ca mắc COVID-19 tử vong trong ngày 26 tháng 8. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân 758 nam 36 tuổi, địa chỉ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trường hợp này có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, suy tim tăng huyết áp. Tối 25 tháng 8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, Đà Nẵng. Nguyên nhân tử vong do viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên nền suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, thẩm phân phúc mạc. Trường hợp thứ hai, bệnh nhân 453 là nữ, 56 tuổi, địa chỉ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Người này có tiền sử mắc COVID-19, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận chu kỳ, tai biến mạch máu não. Bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19, 21, 23 tháng 8. Tối 25 tháng 8, bà tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang Đà Nẵng do biến chứng của bệnh nền nặng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi, viêm phổi, suy thận mạng giai đoạn cuối, suy tim, tai biến mạch máu não. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, tổ trưởng tổ hội trần điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cho hay, Việt Nam hiện có 30 trường hợp tiên lượng nặng, trong đó sức khỏe của 15 bệnh nhân sẽ biến xấu, nhiều ca có nguy cơ tử vong cao. Các chuyên gia đang nỗ lực cứu chữa những bệnh nhân này. Theo các chuyên gia, chúng ta không có công thức điều trị cho tất cả các bệnh nhân. Bác sĩ cần căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh việc sử dụng thuốc và chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng. Như vậy đến nay, hầu hết trường hợp tử vong ở Việt Nam đều là những bệnh nhân có bệnh nền, tim mạch, đai tháo đường, huyết áp, suy thận, ung thư. Tin đáng chú ý tiếp theo, vừa về nhà sau 14 ngày cách ly, du học sinh ở Hải Dương nhận kết quả dương tính với nCoV. Trở về từ Nga, du học sinh được cách ly ở Hải Dương, kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 8, nam sinh vừa hết cách ly thời gian 14 ngày để trở về Hà Nội thì lại có kết quả dương tính. Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội vừa thông tin cụ thể về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa hết cách ly tập trung ở Hải Dương và trở về Hà Nội. Cụ thể, ca dương tính với SARS-CoV-2 PNM, 21 tuổi, du học sinh từ Nga, nhập cảnh Việt Nam ngày 10 tháng 8, được cách ly tập trung tại Trung đoàn 125 Hải Dương. Sáng 25 tháng 8, sau khi hết thời hạn cách ly tập trung, bệnh nhân được về nhà trong ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Cùng ngày, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lại thông tin kết quả PNM dương tính với SARS-CoV-2. Quận Cầu Giấy cho biết, ngay khi nhận thông tin, đội phản ứng nhanh đã điều tra xử lý theo quy định. Cụ thể, PNM được chuyển đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 2 cách ly theo dõi. Ngoài việc phun khử khuẩn nơi ở của bệnh nhân, của cầu giấy truy vết 5 trường hợp tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Đối với 8 trường hợp F2 cũng được cách ly tại nhà, hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cho biết hiện đã hoàn thành xét nghiệm 4.679 người và tất cả đều có kết quả âm tính. Quận Cầu Giấy tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ và các trường hợp đi từ vùng dịch về, tiếp tục giả soát người có liên quan yếu tố dịch tễ. Ngoài ra, quận Cầu Giấy kiểm tra 14 cơ sở y dược, ngoài công lập 46 cơ sở dịch vụ ăn uống về các biện pháp phòng chống dịch. Quận Cầu Giấy đã tiếp tục khử khuẩn, chuẩn bị các phương tiện phòng chống dịch, tổng vệ sinh các trường học phục vụ khai giảng năm học mới. Cách ly 15 nhân viên sân bay nội bài do hai khách đi Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2. Hai hành khách đi chuyến bay VN416 từ nội bài Hà Nội đi Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi hạ cánh xuống sân bay Incheon. Cụ thể, hai hành khách NNC 24 tuổi thường trú Hà Nam, HTTA 22 tuổi thường trú Hải Phòng đi chuyến bay VN416, trang bay Hà Nội Incheon, Seoul, Hàn Quốc, các cả cảnh lúc 20 giờ 35 phút ngày 20 tháng 8. Trong đó, hành khách NNC ngồi ghế 24G và hành khách HTTA ngồi ghế 42E trên máy bay. Khi nhập cảnh Hàn Quốc, hai hành khách này được xét nghiệm Rintan Pesero, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận thông tin, cảng hàng không quốc tế nội bài nhanh chóng cho ra soát luồng di chuyển của hành khách. Quả đó xác định 15 nhân viên phục vụ chuyến bay, an ninh hàng không, công an cửa khẩu có tiếp xúc gần với hai hành khách NNC, HTTA. Các nhân viên này được cho nghỉ làm cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định. Việt Airlines cho biết, theo quy định ứng phó dịch COVID-19, toàn bộ phi hành đoàn trên các chuyến bay quốc tế của Việt Airlines đều được cách ly ngay sau khi thực hiện chuyến bay, bất kể trên chuyến bay có khách dương tính hay không. Hành khách HTTA là du học sinh tại Hàn Quốc. Sự y tế Hải Phòng đã ra thông báo khẩn tìm kiếm những người đã đến khu nhà du học sinh này sau khi được phía Hàn Quốc xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng điều tra 25F1, 197F2 của HTTA để thực hiện cách ly y tế. Kết quả xét nghiệm lần đầu của 25F1 cho kết quả âm tính. Tin tiếp theo, thưa quý vị, cách ly nơi ở của người dương tính SARS-CoV-2 khi vừa sang Hàn Quốc. Sau khi phía Hàn Quốc thông báo anh NNC chú 62 xã Nhân Tân huyện Kim Bảng dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế Hà Nam khoanh vùng cách ly y tế tại nơi cư trú người này. Cụ thể trước khi bay sang Hàn Quốc, anh N.N.C. sinh sống ở Hà Nội. Anh C về thăm nhà ở Hà Nam từ 15 tháng 8 đến 20 tháng 8 thì bay sang Hàn Quốc lao động. Đến 25 tháng 8, anh N.N.C. được Hàn Quốc thông báo dương tính với SARS-CoV-2 cùng với một người quê ở Hải Phòng trên cùng chuyến bay. Theo điều tra dịch tễ, ngày 15 tháng 8, anh C tổ chức liên hoan cùng bạn bè, khoảng 18 người tại quán ăn gần nhà. Trong thời điểm này, có một số người dân thuộc xã Văn Xá, Nhật Tự cũng có mặt tại quán ăn. Đến 17 tháng 8, gia đình anh C tổ chức liên hoan tại nhà chia tay anh C trước khi lên đường sang Hàn Quốc lao động. Buổi liên hoan tham dự có khoảng 40 người. Cũng trong ngày 17 tháng 8, anh C có đến ngân hàng Shinhan Bank trên đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý để đổi tiền. Ngày 20 tháng 8, anh C đến sân bay nội bài để bay sang Hàn Quốc. Có khoảng 10 người trong gia đình đi tiễn lên sân bay. Ngay trong đêm 25 tháng 8, ngành y tế Hà Nam bước đầu xác định 68 người là F1 của anh NNC. Phía Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 56 trường hợp tại trường cao đẳng y tế Hà Nam. Các lực lượng chức năng đã lập 4 chốt phòng chống dịch COVID-19 tại 62 xã Nhật Tân. Phía Hà Nam đang phối hợp với các tỉnh khác có liên quan đến trường hợp của anh NCC để ra soát, tìm kiếm, thực hiện cách ly đối với các trường hợp F1. Chuyển sang tin tiếp theo, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm và đẩy đuổi một tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngày 26 tháng 8, Tri Cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, tàu kiểm ngư Quảng Trị phối hợp với đồn biên phòng Cồn Cỏ, đồn biên phòng Cửa Tùng, bộ đội biên phòng Quảng Trị đẩy đuổi một tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam. Trước đó, thì sáng 25 tháng 8, trong lúc thực hiện kế hoạch tuần tra chung giữa Tri Cục Thủy sản và Đồn Biên phòng Cửa Tùng, lực lượng chức năng trên tàu kiểm ngư VN-0099KN nhận được tin báo của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phát hiện một tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt thủy sản trái phép tại vùng biển Quảng Trị. Tàu này hoạt động ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ, bầy hải lý về hướng Đông Nam. Lập tức, tàu kiểm ngư VN0099KN cơ động cùng biên phòng Cồn Cỏ tiến hành truy đuổi. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, tàu kiểm ngư VN0099KN tiếp cận được tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 05086 gồm 4 thuyền viên do ông Lý Vũ Tài ở tại đảo Hải Nam làm thuyền trưởng. Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính lập biên bản vi phạm hành chính để đuổi tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.